Vâng, em Hiếu Đô xin mến chào đội bác nhé. Và trong video clip này thì em đang có mặt tại kho này thì toàn là súp các bạn, nhiều súp lắm. Mà em có thời gian em mới quay đâu. Bản thân hôm kia về thêm súp La Voici này em lại bán vãn này. Nhưng trước về 20 quả thì bán đã vãn lửa rồi, thì bán được chục quả. Thì hôm nay về đóng hàng miền Nam cộng với trả đơn cho các bác anh em đã. Thì hôm kia em về thêm đây, chỗ này là vừa hôm qua sáp nhập thêm 18 quả nữa, tổng cộng là cả lô này em về là tổng cộng 38 quả tất cả bác nhá. Thì đây vẫn còn khoảng hơn 20 quả. Như với thời điểm ế này là bán như này là rất là nhanh rồi các bạn. Không biết nói gì hơn, cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể các bác anh em luôn đồng hành cùng đơn vị em. Và tất nhiên thì để được như thế, được sự các bác tin tưởng quý mến và giá thành hợp lý thì mình phải làm việc nó phải đàng hoàng. Và trong clip ngày hôm nay thì một clip chia sẻ các bạn. Hôm qua thì em cũng có nhận đơn cọc hai đơn cọc của một anh chủ ở chỗ Hưng Yên, anh chuyển hết tiền lấy quả súp V3. Nhưng cho em chụp ảnh V3 về hàng nhưng rất đáng tiếc hôm nay phải trả lại cọc. Sau khi kiểm tra là súp nhái các bạn. Đấy, thấy không? Đấy, nhái thì nói nhái chẳng gì ngại. Đây. Nhưng mà đối với em là cửa hàng em trả được không nhá. Cửa hàng em trả được cái lô súp này, mất công rạch ra này các bạn. Nghĩa là cái lô súp này như thì hàng hóa ấy, thì có biết rồi. Tầm này em chỉ khuyên các bác là chọn những cơ sở uy tín mua thôi. Còn cái hàng xịn bằng nhái thì nó khác biệt hẳn nhau. Và cái thứ hai nữa là các bác mua các bác để ý cho em một tí là được. Thì chứ chả ai vạch áo trong nhiều sau lưng cả, tổng lô em về có 15 quả thôi các bạn. 15 quả này thì báo cáo ấy thì tại như thì đến em bán hàng đến ngày hôm nay, áo đô ngày hôm nay ạ. Nhất mua em có 3 kênh, mỗi kênh là một kênh thấp nhất thì em đã 50 lời mấy nghìn người đăng ký, còn kênh to nhất thì khoảng hơn 200.000 người đăng ký. Và kênh chính nhà em, một kênh em hát bài tương tác tốt thì cũng hơn 100.000 người đăng ký nha. Hiện tại một kênh áo đô mà mấy trăm nghìn người đăng ký như vậy là nó thực sự là 3 kênh cộng lại đã mấy trăm nghìn người đăng ký, có biết thì là nó một cái là, nếu người làm vlog gọi là 4-5 triệu người đăng ký rồi đấy. Đấy là điều tuyệt vời. Chính vì cái lượng đăng ký nhiều cũng như là sự ủng hộ của bác nhiều vậy nên bản thân em thì thôi, em làm từ này nó chữ tín thôi. Tín là đầu tiên đã, đặt lên đầu tiên. Nên là em không thể là nhập về này em cố bán được, em không làm được. Nên là cái lô này em nói rõ rồi. Em trả lại người ta này em cũng mất ít tiền rồi, em mất cái tiền là tiền vận chuyển thôi nhé. Mất được ít tiền. Đấy. Báo cáo anh em. Đấy. Và cái thứ hai nữa là em quay để có biết cùng tránh, tại vì là cái nô súp như kiểu súp ZB18D này là chuẩn bộ thiết kế thùng gỗ này, là bên em Hiếu Minh cũng thỉnh thoảng có về, nghĩa cứ 2-3 tháng lại về nhập được một lô, nhưng lô chỉ nên quanh được 4-5 quả, có những lô được nhiều hơn, được hơn chục quả đấy, vì là dòng súp xịn thì nó không về nhiều, hàng vài chục quả một đâu các bạn ạ. Đó nhá, nên em quay để có biết là thứ nhất những quả súp nhái nó sẽ như thế nào. Súp nhái mà bác chỉ không để ý lơ là đi thôi là các bác là chính chấu ngay. Nhưng gặp bên em này, bên em chuyên hàng bãi thì em quay rõ để bác biết bác tránh. Và chắc chắn cái lô súp này nhá, chắc chắn cái lô súp này sau khi em trả xong thì sẽ lại bán tại thị trường Việt Nam, sẽ lại bán cho gọi là người Việt, hạng người Việt đúng kiểu như thế, nghĩa sẽ lại bà sẽ bán cho tại thị trường Việt Nam các bác nhá. Đấy, còn đâu thì các bác thông cảm, vì liên quan làm ăn thì em cũng không nói ai với ai cả, chỉ biết là mình người ta đồng ý trả, người ta nhận lại thì tiện đây em có clip là cái phát hiện ra nó là nhái thì em quay cho các bác anh em nhá. Đấy, đến như vậy thì em là cửa hàng lớn như vậy, nhập hàng khủng khiếp như thế mà có biết thì đấy, người ta gửi cho em như thế này. Nào biết thì bờ khách hàng biết cái gì đâu. Khách hàng các bác biết là có người để ý thì biết một tí, còn đa số là anh em cũng không để ý mà chỉ đặt niềm tin đến cửa hàng thôi đúng không ạ? Đấy, nên là tiện đây em quay luôn cái clip để bác biết là hàng nhái như nào để phân biệt luôn để bác biết. Bác chọn cái sở uy tín mua, có thể là các bác không cần cái em hay bác gần ai thì bác mua bác để ý cho em là được đấy, chứ không phải em nói để lịnh cho Hiếu Minh em đâu nhá. Mà như em có nhiều khi là cùng là bằng giá tiền, cũng như em đang bán quả súp này, nếu bằng xịn em đang bán là 7 triệu tại cửa hàng, vụ ở xa 7 triệu rưỡi, ở gần thì có thể em xem thì vụ ở gần đấy cũng có những anh em bán cũng quả xịn mà bán bằng tiền em thì tất nhiên anh em có thể mua ở gần nếu anh em để ý tìm hiểu đúng không ạ. Còn điều quan trọng là mình mua giá hàng xịn thì nó phải là hàng xịn, chỉ đơn giản đấy thôi. Đấy, các bác nhá. Thì số lượng em về đây được 15 quả. Hàng này là hàng em nhập lại của một đơn vị ở nhà của anh em cũng cửa hàng, như cũng cửa hàng Auto. Là cũng đặt nhà người ta như vậy thì một cái sản phẩm bãi này nó giống như kiểu một cái sàn đấu giá. Các bác tưởng tượng là ra sàn đấu giá cũng nhà. Cái súp này cũng vậy, ra sàn đấu giá hay cái súp kia cũng vậy, ra sàn đấu giá hay loa kia, một ngày hôm nay nó ra được 5 mã, nghĩa là 5 được 5 lô, thì không phải là em ôm được cả 5 lô, nghĩa có những người đã đấu giá được cái
nó là đấu giá chứ không phải mình thích mình mua được các bác nhá. Nhưng ai trả giá cao hơn thì mình nhập được. Thì có những cái lô ấy thì em không nhập được thì em nhập lại sang tay, nhập lại của anh em khác. Đấy nó rõ luôn, nhập lại của anh em khác. Nhưng cái điều quan trọng cái mã này nếu mà em nhập lại thì em vẫn có công các bác nhá. Nếu mà hàng xịn này em vẫn hiếu mình có công, nên là mình làm vì buôn bán và không phải gì mình là nhất được. Đấy mà thẳng luôn. Đến ngày em như các kênh em nhập nhiều thế, em cũng không nói em là nhất. Đúng nhá. Đấy để bác biết tưởng tượng đến nên là cái lô này em nhập lại em trả lại được. Nhưng khẳng định cái lô này sau khi em trả xong thì lại bán cho thị trường Việt Nam. Ở nước nước nên là anh em mua để ý nhá. Em chỉ giúp được các bác cái này thôi. Em chỉ giúp là em quay này thôi. Đấy số lượng đây em quay mất rất mất công luôn, người thợ thì em bác nhìn này. 5-6 người hiền. Thợ rất là đông, hôm nay đang đóng hàng chuyển hàng này. Đây đóng hàng kìa, đóng hàng gửi bưu điện này. Đóng hàng chuyển miền Nam này. Công việc em nhá, nói là mùa này, nói thẳng là mùa này nó không chạy hàng bằng Tết, nhưng công việc em không thiếu việc. Nếu mình không thiếu việc tại sao? Thì mở ra vài cửa hàng, vụ mỗi cửa hàng nhúc nhắc bán, vụ nhà một ngày một cửa hàng bán chục sản phẩm rồi là mười mấy sản phẩm thì nhanh lắm, cứ ăn với làm với dọn thôi. Nhà cứ dọn ra bãi chuyển Việt Nam đã hết rồi. Nên là việc lúc nào cũng nhiều, nên là bản thân cái lô này về rất mất thời gian. Rất mất thời gian là gì? Vụ nhà người ta đồng ý trả rồi nhưng mà mình mất thời gian mình mở hết ra thì mình quấn nó lại đi trả mất. Vụ các bác nào mà vụ anh em cửa hàng mới có một người hai người thì mất nguyên một ngày, vất vả luôn. Vụ đông này em phải mất tầm hơn buổi sáng, mất buổi sáng sang đầu chiều. Còn anh em mời vụ ít người phải mất nguyên một ngày luôn, đúng không các bác? Nếu toàn đồ to lặng mà đến làm nhiều khi nó tốn công tốn việc lắm các bạn. Để em chia sẻ đấy, cho bây giờ em sẽ phân tích các bác nhá. Quả xúc xịn nó sẽ thế nào, báo cáo để ý cho em này. Con này nó làm nhái, nó tỷ lệ đạt giống nó khoảng 90%. Nhà đối với những bác nào còn không để ý thì nó đạt gọi là 100%. Nhưng nếu đối với những người để ý hay những gọi là em ấy là người thợ nên có mua hàng bãi bên em nhá, có thế nào bổ đầu em luôn, bổ đầu Hiếu Minh em luôn. Tại vì là em là người kiểm tra trực tiếp hàng bãi cho tất cả các bác nên các bác yên tâm nhá. Nên vì sao các bác ra cửa hàng hầu như là được nhà em làm chung mấy anh em ấy thì được các em bán hàng thôi. Còn đâu là em bán hàng và phục vụ các bác anh em. Còn đâu ở nhà em lúc nào cũng trực ở nhà hàng bãi về từ những con quả súp kia em chưa kiểm tra hết thì ngày mai em kiểm tra. Còn hôm nay em kiểm tra lô súp này thì không biết thì em kiểm tra rất là kỹ tính luôn. Thứ nhất nó khác cái gì? Cái chân này. Lô súp xịn nhá, nó sẽ có cái chân này, chân phần cao su nó dẹt mà. Thì đây là chân nhựa. Dễ lắm các bạn, để có những cái con bãi về có thể dùng cái chân này. Em không tính nhá. Nhưng có thể dùng cái chân này, không tính các bác nhá. Có thể dùng cái chân này, bỏ thì không tính. Đây em nói chuyện nó để ý một tí là cái chân này. Còn có những quả súp bãi nhà em về có thể nó bị tuột cái chân này, nhưng cái chân nó bằng cao su mềm, nó dày, nó mỏng hơn, nó ép vào đây này, nó khoan rộng, nó to hơn này này. Đây nó làm nhái, nó chân nó nhỏ tí này, thấy chưa? Và cái này bằng nhựa, nhìn trông rất là dại. Đã đầu tiên bên ngoài, em chưa nói đến cái lớp sơn nhé. Cái thứ hai, nữa là bác nhìn thấy bông không? Bông của nó này, coi bông lông chuột đâu? Bông của nó là cái bông cha, bông mút như bông mút đệm ấy. Bông mút đệm này đen này, hiểu chưa? Nó dễ phân biệt lắm các bạn. Em thật sự để mà làm được như xịn thì khó lắm. Chỉ có là làm gần được như xịn thôi. Em nói thẳng luôn các bác ạ. Nên là nhìn những quả nhái biết ngay. Em thợ em nhìn thôi em biết ngay luôn. Mình có những cái cũng như có vụ về cũng như xét con số thì em vừa phải. Nhưng mà nói về kỹ thuật xem loa này thì nó thật sự em không thể tự hào. Nhưng nó may mắn là mình bán nhiều loa quá nên là mình xem phát mình biết ngay. Em biết ngay vấn đề luôn các bạn. Đấy bạn thấy chưa? Ông cho em nhé, đây em nhấc cái bát ở chỗ này. Đấy. Thấy chưa? Bông. Bông cho em đây. Rồi, bơ có phải bông chuột đâu không nhá. B3 100% con lưu nhá. 100% là phải lông chuột. Đấy, em nói thẳng luôn, kể cả vừa sản xuất em mua lâu rồi. 100% lông chuột nó là đặc thù rồi, nó giống như cái bát phở Hà Nội ấy, phở Nam Định nó là một cái món ăn tinh thần rồi. Mặc chị một đặc định 100% là bông chuột đó nhá. Đấy, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba em không nói lớp sơn vì hôm nay em hết hàng quả này rồi nên em không biết nói đến lớp sơn. Cái lớp sơn thì nó lệch nhau một ít thì không nói. Vì nó đã làm giả cái lớp sơn thì đơn giản lắm. Không quan trọng, cái đấy không quan trọng. Lớp sơn không quan trọng nhá. Nhưng cái này về thùng theo quách là ok. Thiết kế thì xì như zin nhưng mà tôi làm nhái vẫn lộ nhiều thứ lắm các bạn. Đối với ba nhá, các điểm này nó có keo này các bạn. Cái điểm mấu gông đây này. Em nói bác này. Gông gỗ này. Đây. Nhà bơm keo như dòng JBL ấy. Đây. Như là các cái góc này. Như các cái điểm mối mà mờ gỗ này mà cắm vào cái thành này này là nó sẽ bơm một cái keo như kiểu con chó ấy các nhá. Đấy. Đây nó có đâu.
Đấy, điểm thứ ba rồi đấy, em nói sơ mấy điểm thôi, nó biết. Cái thứ tư, nó nhìn keo. Cái bát này thì làm gần như zin thôi, nói chung cái này liên quan kỹ thuật cao hơn. Cái này một số đặc điểm thôi, nhưng mà em liên quan kỹ thuật cao hơn này con này. Tại vì cái này có thể những bác nào chưa nhìn quen, còn em thì em nhìn phát ngay. Em nhìn cái gì đó nó vẫn hơi dại các bạn. Đây keo này, keo nón này. Đấy, nó khác không nhá. Cái bát đằng sau thì nhìn như zin, nhưng mà nó vẫn hơi khác không nhá. Cũng keo hồng ấy, cũng keo hơi hồng. Các anh em đừng nhìn vào cái điểm keo này, nó bây giờ cái điều miêu tả rằng cái con này thì nó đạt cái bát này. Nếu mà những anh em thợ bình thường nhìn nhá. Anh em thợ nhìn bình thường nhá. Là cũng không phát hiện ra, nếu mà để nó anh em thợ bình thường chỉ có những người nào hay nhập nhiều ấy. Nhập nhiều bãi thì có anh mắt nhìn nó khác. Còn nếu mà anh em thợ nhìn thường, à keo hồng zin rồi, không phải đâu các bạn, không phải. Nhưng điểm nó có được điểm khác nữa. Cái điểm nhện này bạn nhìn nhện không? Cái nhện của cái dòng dòng B3 xịn nhá. Mình em quay anh em đang đóng này. Cái nhện đây em giữ đây. Nhìn không? Bác nhìn không? Keo thì bác nhìn keo chưa? Keo này. Nó không như thế này đâu, nó keo khác rồi nhá. Nó keo khác thôi nhá. Keo trong rồi ngoài nó là sử dụng là keo tràn khác quá nhá. Bên ngoài keo tràn khác, trượt keo đen này đâu nhá. Nghĩa là keo nó kiểu khác. Nghĩa là cái bát B3 này nó có hai đời. Một đời ấy là cái màng này. Nó là màng màng màu hơi vàng như màng JBL ấy. Và một đời nó màng đen cộng với cái nón này đen này. Đấy, đúng là có hai đời thật. Cái bát này thì thiết kế giống như cái đời gần ấy. Cái bát này thiết kế đời gần này. Thiết kế đời gần, đời lâu hơn là nó sẽ là cái đít nó sẽ đít lồi, đít nó phải đít lồi này. Mà đít nó vát đều này. Cái này thiết kế cái bát nó gần như gông RCF. Còn cái này thì nó, còn cái bát đời cũ thì nó sẽ đít nó vát đều tròn tròn đây. Nhưng nó có hai đời bát nhá. Riêng với bằng hai đời bát, nhưng cái này nó nhìn nó dạng, nó điểm khác quá nhá. Từ phần keo này, từ phần nhện này, nhện nó sậm màu khác, nó không được sắc nét như cái dòng xịn đâu. Bởi em không biết quay đủ độ sáng không. Nói chung là nhìn nó khác hẳn bác ạ. Nó nhiều điểm để khác hẳn lắm. Có thánh không làm được như zin được. Đem quay để có biết là lô này sẽ lại tiếp tục bán ra thị trường Việt Nam. Và em thì em trả lô này các nhá. Đấy, mình nói luôn để các biết không biết không. Lưu ý chọn những cơ sở uy tín mua thôi. Vì riêng cái phân tích cái thùng này thì nó rất đơn giản hơn. Từ bông chuột này, bông chuột này. Từ cái thùng này nó sẽ có keo đây này. Keo bơm đây này. Nó thanh mấu này, nó sẽ có keo bơm. Đấy, và cái chân nó chân cao su, nhưng mà chân này thôi nhá. Và chân su nó sẽ to hơn này một tí. Đấy, nó vào nó mỏng mỏng hơn. Đấy, êm ấy, nó là xịn, nó dùng nó êm chứ phải chân nhựa ấy đâu. Còn cái bát thì nó liên quan kỹ thuật nó sâu hơn, thì em quay mới đủ độ sáng không. Thì em phân tích mấy điểm đấy thôi, nó là nó nhìn bát xịn nó khác, nó hơi dại nó khác. Đấy, có nhiều. Nhưng nó nhìn nó vẫn hơi dại dại. Đấy, nó có điểm gì khác là keo này cũng vậy. Keo nhá, cái điểm keo này của hàng xịn này. Nó keo ấy nó hơi thụt một tí, nói thẳng luôn nó kỹ thuật của nó. Nếu kỹ thuật sâu rồi, có kỹ thuật về cái xem bát này. Đối với B3 này, cái keo này nó sẽ hơi lõm về thằng sợ lùi lại một tí. Nó có điểm lõm ấy. Đấy. Con này thì nó điểm lổi nhiều. Cái lổi của điểm nhện lên này nó nhiều. Đấy. Em phân tích vào cũng nhìn vào nhìn cái nhện nó cũng xịn, nhìn nó cũng như hàng xịn. Bác nhìn xem nhiều clip nhà em ấy. Bác xem hoặc một số anh em hay bán hàng xịn ấy, anh em xem. Còn đây em phát hiện ra luôn. Em chưa thấy ai bán cái đôi này trên YouTube đâu. Nhưng mà em đây em phát hiện ra luôn thì em quay luôn cho bác để bác tránh. Vì sợ sau này nó về mà ụ như là cái nô này về nó trôi hết cái thấy các ông ấy dễ bán quá về bán rẻ đúng không ạ. Đấy, về dễ bán là vậy, nhập thêm về những cái hàng nhái về bán cho các bác, phụ các bác là không được. Đấy. Vì vậy thì kênh em thì đến hiện tại bơ sự ủng hộ các bác là em quan trọng, vẫn là chữ tín hàng đầu. Vì em bán hàng nhá, quản lý tại sao em lại nói như thế thì báo cáo nó khỏi chữ tín không, một phần thôi nó là hàng đầu rồi, nhưng liên quan đổi khác nữa. Ví dụ em bán cho bác quả này xong, em hỏi các bác 1-2 năm sau anh em đổi các nhà em có chính sách đổi các rất là thoải mái đúng không ạ. Nên em bán hàng xịn, em bán xịn thì em đổi nó thoải mái, hàng xịn giá tốt, đổi rất đơn giản, mình bán đổi khác. Đấy, bây giờ chỉ một đời vụ một vài quả súp này bán có lời có bác một tí kia là dính chấu ngay các bạn, dính chấu ngay. Đấy, một số đặc điểm bác lưu ý cho em nhé, nhưng nó vẫn khác biệt hẳn nhiều lắm. Các bác xem cho em clip ấy, còn thoạt nhìn anh em nhìn không biết đâu. Còn để mà nhìn hàng xịn nó khác hẳn từ cái ba gem của cái ốc này này.
là sẽ xoáy nó to hơn một tí, nó khác. Nói chung là nó khác các bạn. Tại vì ở đây nó em bán hết cái quả này nó ở lô trước rồi. Thì lô này em về chả có gì so sánh, nó so sánh thì nó trực quan hơn. Hôm trước cách đây được vài tuần thì nhập lô loa Out Center. Đấy em trả đấy, em nói thẳng luôn cái lô loa Out Center đấy rất nhiều bác dính luôn mà thị trường Việt Nam. Em thấy lô đấy về rất nhiều bác dính lô Out Center đấy. Lô Out Center nhái hôm trước em quay đấy. Thì hôm nay đến được tiếp tục B3 này. Nghe đơn giản lắm, bác cứ xem kênh em. Bác chỉ để mấy cái điểm đó cho em thôi. Đấy. Để mấy điểm em bảo Hiếu Minh bảo, đơn giản lắm. Đấy. Thế anh em cũng chúc các bác một buổi sáng vui vẻ bên gia đình, cũng như chúc các bác xem kênh học được nhiều cái kiến thức bổ ích nha. Có thể những cái mà em chia sẻ thì nó không được đạt được 100%, nhưng mà cũng làm sao đóng góp một tí kiến thức cho các bác cũng như bản thân em. Có những gì bác đóng góp ngược lại em thì bác cứ nói với em, với mình, bản thân em cũng thế thôi. Kiến thức nó không được ai học hết được cả, nhưng làm sao thì mình cứ làm, cũng vừa làm vừa chia sẻ cho các bác anh em chơi audio làm sao nó lành mạnh nhất, trung thực nhất có nhá. Xin ái chặt với bác nhá.